Sáng nay mình sẽ quay vlog cho mọi người. Bây giờ Chan buổi sáng dậy một cái thì mình vẫn cho nó ra ngoài này, nó đứng, nó gác chân một cái thôi, tại vì đợt này không được đi ra đâu ấy. Sáng nay dậy một cái thì trời âm u, lúc sáng thì còn nắng nắng một tí. Bây giờ đằng kia là cầu Phú Mỹ, là quận 7 thì đang có mưa to, thì chắc là một chút nữa thì chỗ này nó sẽ mưa thôi. Hôm trước có bạn hỏi mình là cho Chun Chan ăn cái này để làm gì, thì cái này nó sẽ làm sạch cái khoang miệng của Chun Chan. Khi chúng nó gặm cái này ấy, thì nó vừa thơm miệng này, vừa lấy đi được những cái mảng bám thức ăn này. Hôm nay cho chúng nó ăn màu gì hay hết sẵn mất rồi, không mua được nữa đâu. Ăn màu xanh đi, màu xanh nhá, Chun Chan ăn màu xanh nhá. Của Chan này, Chan lậy đi đã. Dạo này không phải lậy rồi, Chan lậy đi. Ok. Đấy, không đến Chun nữa. Chun béo quá không lậy được nên thôi bỏ qua. Cái sofa của nhà mình là nó ở đây này. Thế nhưng mà sau hôm sinh nhật Cam thì cả nhà quyết định là thôi quay lại luôn ở đây. Quay lại luôn cái ghế ở đây tại vì lười kê lại vào đây quá. Và bây giờ thì trong nhà mình nó thay đổi một chút xíu là cái ghế sofa nó nằm ra giữa phòng khách như này. Điên à? Em quay vlog. Mình sẽ đưa các bạn vào phòng tắm của chồng mình xem nhé. Kê gì đấy? Hả? Gì ra giờ ta sấy tóc nào? Tự nhiên em nghĩ em mới quay vlog. Em đừng quay những khoảnh khắc rất đẹp trai của anh như thế này lên, tại vì là đừng có cố gì mình phải đi gì nữa. Thôi bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Until the first light of dawn, just like fate without no warning, it hit me so hard. Oh, I'm so sorry girl, I didn't mean to. I messed it up again. Cho mọi người xem này, bình thường ấy, cái máy sấy ấy, mọi người để ý là nó có cái này để mà mình lấy cái bụi lông ở trong này. Đây đây đây, đây là cái máy sấy, cái chỗ cái hốc này này. Đó, nó trong lòng cái hốc đấy. Nhìn này. Hi. Ui giời ơi. Cả mình vừa sấy ga giường xong ấy, quần áo ấy. Đấy là lý do mình rất là thích dùng máy sấy mọi người ạ. Tại vì khi mình sấy này thì tất cả những cái bụi lông ở trên quần áo, bụi bẩn các kiểu ấy, nó sẽ cuốn hết vào đây. Chứ còn nhiều khi mình phơi ấy, thì bụi bẩn nó vẫn bám vào quần áo, xong rồi mình mặc lên nó sẽ rất hay bị ngứa. Cục luôn, trông sợ. Đây là mình còn hay lấy thường xuyên ấy, chứ nếu như bạn nào mà mọi người ít khi lấy nó sẽ dày cùm cụm luôn như cái bánh quận trong lòng. Try to tell what you were thinking, what you might feel for me, and I know that we Bát mì vô cùng sôi thịt luôn, tại vì là dồn nốt tất cả những cái đồ còn lại trong tủ lạnh này. Thịt này, một ít tôm đông lạnh này, một ít nấm này, rau, hành, trứng. Bát như này mới đủ đô với vợ đúng không? Đây là bát mì, không phải là bát mì không người lái, là bát mì tổ lái luôn. Thực ra là buổi sáng đợt này là bọn mình hay dậy khoảng độ tầm 9:30, 10 giờ ấy, cho nên là kết hợp ăn trưa với ăn sáng luôn. Biết là không tốt nhưng mà thôi. Nóng quá nhỉ? Nóng. Dọn nhà xong. Dọn nhà xong. Đây là sữa đậu nành mà mẹ vợ mình làm, rất ngon luôn. Bữa trưa này là quá ấy rồi gì nữa. Rồi, mời mọi người ăn trưa nhé. Mặc dù ăn mì thôi nhưng mà vẫn phải đủ chất này, đạm, hành, rau, các thứ. Mọi người nhớ ăn uống đủ chất nhé, tại vì là khi mà mọi người ăn uống đủ chất ấy, thì cơ thể mọi người mới khỏe mạnh để mà chống chọi được virus. Quay dậy. Tao sẽ yên chui trong này. Cứ yên chui vào đây chun nằm. Kìa. Cũng muốn chan vào ổ á, chan muốn vào ổ, chan vào là chun lại đi ra. Hai đứa là đi ngủ trưa đấy. Đi chỗ ngủ trưa đấy. Yếu thế. Thường là sau khi ăn cơm trưa xong thì bọn mình sẽ ngồi nghỉ giải lao bằng cách là đây cho mọi người xem. Trưa nào bọn mình cũng chơi bom. Chồng nhỉ? Em chơi thôi, không nói, không có người dỗi các bạn ạ. Dỗi gì? Cái game này thì nó phổ biến lắm mà đúng không? Cái game này nó rất là hot từ ngày xưa rồi, từ hồi mình còn bé cơ. Mọi người hãy dự đoán xem là ai thắng. Em màu vàng đúng không? Em màu đỏ. Chị bị tè được không? Không. Em buồn tè. Thế em buồn tè. Ơ! Ơ bỏm đâu ấy? Tè đó. Thế rồi, anh kia tự tử. Em thắng luôn chứ. Ôi, vui luôn 3 ván. Đừng dỗ em nhé. Cá cái gì cho vui chồng? 20 triệu. Không, một tiền cá làm. Dọn quần áo vậy. Dọn quần áo trong phòng nhá. Cá cái gì bây giờ? Dọn quần áo trong phòng. Bọn em ngập bẩn hết rồi. Ok. Hôm nay còn 2 dậu trồ rổ gì đó. À! Em chết rồi. Này em giết 2 đứa rồi nhá, để đi ăn ra thành nhau cho sướng. Đừng có giết em đấy. Xanh cướp tàn ăn của em đấy. Ôi chết rồi. Ôi, bạn quyết định à? Bạn quyết định à? Đói không bố đây. Con đỏ à? Nếu mình phải giật tay mẹ của nàng nữa không biết. Để tự mình gấp à? Để cho ai đấy đỡ nhàn tay mà. Chết rồi. Chết rồi! Tôi đi xếp rồi! À! Tay thẳng. Được đâu à, được. Chết mày. Ơ, thằng trắng thế mà không chết á. Ôi, tôi chết rồi. Ăn này. Tôi chết mình rồi. Sao bom đi ở đấy nhở? Trời ơi, 18 giây thì vào cái gì? Ôi, ôi, vào luôn. Vào rồi, vào rồi, vào rồi. Sao anh lại vào được? Tại vì anh ném bom em á kìa. Anh ném bom em, ném trúng bom của anh thì anh vào. Yeah. Thế chơi một ván nữa đi. Không. Sao lần nào bình thường mình cũng hay mặc quần áo mà. Ôi con răng này cố lên. Ôi con răng này chơi ngu lắm. Ôi bây giờ lại đổ. Ê! Ok tắt máy đi chơi tiếp. Sợ. Sợ gì à Chan? Thôi mà. Này. Thân bịch. Ngon. Ngon, khoai nhường ngon. Đói quá. Sau khi ăn bát mì rất to. Úi rồi. Bọn mình đã chơi điện tử được mấy tiếng thôi. Từ lúc bây giờ mấy giờ? Bây giờ đang là 3 giờ rồi. Bọn mình chơi từ lúc đấy là lúc 1 giờ thôi. Em ơi, em mút hẳn vào tay anh. Ôi, thực ra là một ngày bọn mình không làm gì là bọn mình như này đấy mọi người ạ. Ăn với chơi. Thường ấy thì cứ cách kiểu một hôm, ví dụ như là mà em có cái gì nhỏ nhỏ đây nhá. Thường thì cứ cách ra, ví dụ như là bọn mình trong một tuần thì cứ một ngày bọn mình sẽ làm việc cật lực, xong đấy là một ngày nghỉ, một ngày làm việc. Thực ra là như hôm nay thì cũng gọi là làm việc đấy chứ, mình vẫn quay vlog mà. Dạ yeah. Cứ quay vlog và làm việc đúng không? À... Mọi người nhìn thấy không? Chân mày quay khắp nhà. Chùn béo thế. To lắm á luôn. Ôi, kiếp quả đít nó. Em quay quả đít nó ra đây. Thang cố lên nào. Rồi, bế thang. Ê, mẹ bế xuống, mẹ bế xuống. Mẹ bế xuống, mẹ bế, mẹ bế. Đây, đây, bố bế. Bố bế em, nào lên đây. Bố mày quay bố dư. Ôi, dậy. Chùn nha, không bao giờ bế xuống lâu cả. Trang thì bế trên tay cả ngày cũng được. Đây, con này thì như em bé. Trời, chồng rồi. Đấy, mình ở nhà nó Cha nó rất như này rồi. Như em bé. Đây là cua bưởi nó có vị đấy ạ em ạ. Đây là chè bưởi hôm qua mình vừa nấu. Hôm qua mình quay vlog chè bưởi xong. Các bạn xem vlog thì sẽ là cái vlog chè bưởi là ngày hôm trước của cái vlog này. Chè bưởi, cui bưởi rất ngon. Bây giờ mình sẽ múc vào cốc và nước cốt dừa vào. Cũng được mà. Ô, nên bật điều hòa này à? Ừ. Hấp nhá. Ừ. Mẹ Heo vẫn đang ngồi xem phim cả một buổi chiều 4 tiếng tiếp đúng. Xem những cái phim Trung Quốc này. Đây. Còn Chun thì vừa đọc truyện xong bày đấy ra nhà. Chun ạ. Chun hư lắm. Bây giờ ngoài này rất là mát mọi người ạ. Thoáng đãng và dễ chịu sau cả một ngày chúng ta cứ ngồi trong nhà và điều hòa. Đường phố vắng vẻ không? Mọi người cũng thấy là thành phố không có một tí tiếng xe cộ nào luôn. Mình vừa mới tắm xong. Bây giờ thì hai vợ chồng sẽ lên nhà ông bà để ăn cơm. 6 tí nữa đón Cam xuống. Tại vì là cả ngày hôm nay thì Cam đã ở trên nhà ông bà chơi rồi. Chun Chan đi không? Đi ăn cơm không? Ôi trời ơi. Sao con béo mà con bật cao thế hả Chun? Bọn mình ăn cơm xong rồi. Hai bố con đang ngồi cắt dán thủ công tiếp. Bây là Cam muốn làm gì đây? Làm bông hoa. Mẹ ơi, nước xà màu rồi kìa. Bố mẹ nào mà muốn kiếm mấy cái bìa cắt tông để làm thủ công cho các con mà không có ấy, mọi người cứ ra siêu thị ấy, xong rồi xin mọi người, xin mấy cô thu ngân hoặc là cái cô nhân viên ở đấy là kiểu gì cũng sẽ có bìa cắt tông để cho mình rất là nhiều. Bây giờ con sẽ tô màu đỏ. Ơ, con tô hai cánh màu đỏ luôn à? Tưởng mỗi cánh một màu không nhỉ? Chính là con đang trộn xà một can với nước. À, con phải trộn ở ngoài chứ còn trộn trong nước thì nó sẽ không ra được màu kem đâu. Em thích câu cái này con cô ạ. Cho mọi người xem này, view nhà mình nhìn ra đằng kia là bên quận 7 ấy, có một tòa nhà họ bật cái cờ Việt Nam, cái hình đèn led cờ Việt Nam trông đẹp nhỉ. Trông thích nhỉ. Dòng sông Sài Gòn thơ mộng. Hình như hôm nay Landmark cũng bật cờ Việt Nam đúng không? Landmark hôm nay cũng bật đèn led cờ Việt Nam luôn. Đố con biết màu tím à, màu gì với màu gì nào? Con biết. Màu gì? Để con. Con tự vào cho mẹ á. Màu này. Okay. Màu này hồng. Sao? Chát. Để mẹ thử nhá. Con đã bảo chát là chát. Đúng thật. Trời. Con xem bút phù. À. Đấy, thực ra là nhiều khi Cam xem mấy cái chương trình ở trên YouTube cũng rất là có lợi, nên là mình chỉ cần sàng lọc đúng cái mà tốt để mình xem thôi, đúng không Cam? Yeah. Cam đang make up cho gì đây? Không. Cam đang chơi boomerang của bố. Tại vì là nhà còn có Chun Chan ấy mọi người, thực sự là nhà không khác gì có 3 đứa trẻ con luôn chứ không phải là một đứa trẻ con. À, hai đứa này nó cũng nghịch ấy, như kiểu trẻ con luôn ấy. Nhà trông như nhà ba con ấy. Nhìn này. Lúc sáng nay nói với mọi người là làm như nào để rèn được cho con Chan đi vệ sinh, thì thực ra lúc ban đầu bọn mình tính là đợt này thì sẽ cuộn hết. Anh chưa đi vệ sinh. Em Chan mình chưa có đi vệ sinh nữa đâu. Bọn mình lúc đầu thì bọn mình tính là sẽ bỏ hết thảm ra, xong đấy rồi là Chan thì đi vệ sinh ở đâu mà không đúng chỗ quy định ý thì sẽ phải test đít để cho Chan đau rồi Chan nhớ. Thế xong rồi bọn mình cũng mua cho Chan một cái khay đái từ trước đến rồi, xong rồi lồng cái bỉm mà Chan hay tè ấy, Chan hay tè vào đấy để vào đấy cho Chan có mùi. Và sau cuối cùng thì con Chun nó xí luôn cái khay đấy, xong chẳng hiểu sao sau một đêm hai đứa đi chung cái khay đấy, và từ hôm đấy rồi là Chan cũng không kiểu các chân đá linh tinh quanh nhà nữa mà tự đi vào đúng cái khay đấy, xong buổi sáng cùng lắm buổi sáng thì sẽ đi ra chỗ ban công để mà đái vào cái gốc cây như lúc sáng mình có quay cho mọi người ấy. Thành ra là mình nghĩ nếu như mà bạn nào mà muốn huấn luyện chó ấy, để đi vệ sinh đúng chỗ thì mọi người cứ mua một cái khay, xong rồi là về mọi người để cái chỗ mà thường xuyên hay đi, hoặc là mọi người muốn nó đi ở đấy chẳng hạn. Trước tiên thì hãy là cái chỗ mà thường xuyên hay đi để con cún của mình khi mà nó gác chân thì nó sẽ gác chân vào đúng cái khay, và lần sau thì nó sẽ ý thức ra được cái việc là phải đi đái vào đúng cái khay đấy. Đó, như bọn mình thì buổi tối đến thì Chun Chan ngủ trong phòng luôn, cho nên là phải để ở trong phòng ngủ, còn ban ngày để ở bên ngoài thì Chun Chan cũng vẫn biết rằng là chỗ nào có khay thì sẽ đi đúng chỗ đấy, chứ không phải để cố định một chỗ ấy. À, mọi người cứ thử kiên trì xem, bởi vì nhiều khi là bọn mình thì nghĩ rằng là do Chun cũng đi gọi là đi mẫu ấy nhỉ. Chun đi trước đấy rồi cho nên thành ra là Chan nó nhìn theo, nó bắt chiếc, nó rất là hay bắt chiếc con Chun luôn. À, bọn mình nghĩ là nó cũng dễ ở một cái đấy. Cái chăn này của mình để đắp cho em Chan, chăn này của Cam mà Cam suốt ngày Cam đắp cho em Chan. Còn một cái, còn hai cái là một cái đắp cho em Chan, một cái đắp cho ai? Chan Chan. Thế con đắp cái nào? Không biết à. Bố mẹ của mình đã làm gì nữa các bạn? Kỳ lạ thật luôn. Đây. Mình đây hoa của mình trồng cây. Đây ngô mùa này mình chán. Đây xem. Đó, như thế luôn. Đấy. À, ăn hai xài luôn đó. Bây giờ mình rửa em chấm đồ chơi cũng hế và mình mềm mềm để tôi thích phần đấy là múc mình đồ đấy. Con có em cha đi tìm mộ thì nói làm gì? Hả? Nó phải đi tìm. Nhưng mà em cha đi tìm hộ rồi. À, em cha đi tìm hộ thế này thì nói làm gì? Đi trốn đi. Ok.